Chương trình xin được mở đầu với những thông tin về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vào sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tiến sĩ Kusumi Mari, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giáo dục Y khoa Nhật Bản tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh bà Kusumi Mari, Chủ tịch Công ty Giáo dục Y khoa Nhật Bản đã đầu tư tại Việt Nam với dự án về trường học và bệnh viện. Cho biết, Việt Nam có gần 100 triệu dân nên nhu cầu xây dựng thêm bệnh viện là rất cần thiết cho công tác khám chữa bệnh. Chủ tịch nước mong muốn bệnh viện sớm đi vào hoạt động và có sự chuyển giao công nghệ y tế tiên tiến từ Nhật Bản. Việt Nam hiện là nước cử nhiều thực tập sinh điều dưỡng y tế sang Nhật Bản làm việc. Đây là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên. Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Nhật Bản là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai ở Việt Nam với tổng vốn 65 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các công ty vừa và nhỏ của Nhật Bản đến Việt Nam khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ. Hai nước cùng tham gia hiệp định CPTPP, RCEP. Đây là những khuôn khổ thương mại đầu tư ưu đãi cao, tiêu chuẩn cao về bảo vệ sở hữu trí tuệ và đó chính là khuôn khổ để Công ty Giáo dục Y khoa Nhật Bản hợp tác sâu rộng với Việt Nam. Tiến sĩ Kusumi Mari cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và giới thiệu về dự án hiện đang triển khai xây dựng tại Việt Nam. Bà khẳng định quyết tâm nỗ lực xây dựng sớm bệnh viện tại Việt Nam và áp dụng những công nghệ mới nhất trong y tế cũng như kỹ thuật trị liệu tiên tiến từ Nhật Bản.